Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Nguyên chia sẻ cách nấu trà bí đao xương sáo hạt chi để kinh doanh. Thời tiết Việt Nam lúc này rất là nóng nực luôn nha các bạn. Vì vậy nước sâm hoặc là trà bí đao sẽ rất là bán được nha. Trà bí đao mình nấu kinh doanh rất là đơn giản nha. Chỉ cần mua sẵn nguyên liệu và nấu trong một nốt nhạc là có thể bán. Nguyên nghĩ khán giả đang xem video thì chắc cũng có rất là nhiều người cũng đã từng mua trà bí đao ở ngoài uống ha. Và hương vị thì tiệm nào nó cũng giống nhau, là do cùng chung một nguyên liệu làm ra đó các bạn. Đây là cối cốt trà bí đao nè các bạn. Thì các bạn tìm mua ở chỗ nào mà chuyên bán nguyên liệu bán pha chế trà sữa là có bán nha. Hoặc là ở chợ lớn cũng có. Nếu mà các bạn ở tỉnh thì mình lên Lazada hoặc là Shopee thì cũng có bán nha. Với cốt trà này thì 600g có giá là 45.000 một gói. Cốt trà bí đao này là sản xuất tại Việt Nam nha. Thì một gói 600g này mình sẽ nấu từ 4 cho đến 5 lít nước. Nếu mà các bạn nấu 4 lít nước thì Nguyên thấy nó rất là ngon và cái độ ngọt nó rất là vừa. Nếu mà nấu trên 4 lít nước thì mình phải thêm đường nha. Còn đây là hạt chi. Hạt chi này Nguyên mua trong siêu thị nên giá nó cũng rất là cao. Nếu mà các bạn mua về kinh doanh á, thì mình lên Lazada hoặc là Shopee á, Nguyên thấy nó đẩy giá cái gói mà hạt chi của Úc á, một ký nó khoảng hơn 90.000 thôi. Và một ký nó bán được rất là nhiều ly nha, tại vì mình ngâm nước á, nó sẽ nở ra đó, nó cũng giống như hạt é vậy nha các bạn. Còn xương sáo thì rất là dễ tìm mua rồi ha, các bạn vào chợ hoặc là siêu thị nào cũng có bán hết á. Cái gói 50g này á, thì có 15.000 thôi, và khi ra thành phẩm á, xương sáo mình sẽ bán được 30 ly nha. Bây giờ để Nguyên cắt cái gói cốt trà bí đao này ra cho các bạn xem bên trong nha. Bên trong nó còn một lớp bọc thì mình dùng kéo cắt bỏ nó ra luôn. Khi cắt bỏ cái lớp bọc bên trong thì mình ngửi thấy cái mùi đường đen rất là thơm luôn. Cái này giống như là một khối đường vậy đó các bạn. Ở dưới này người ta chia sẵn 4 phần cho mình nè. Nếu mà mình nấu cho gia đình mình uống thì mình có thể chia ra nấu cũng được ha. Bên hông bao sản phẩm người ta hướng dẫn mình có 600g này là nấu từ 4.8 cho đến 6 lít nước. Nhưng mà Nguyên thấy nấu nước nhiều như vậy nó sẽ rất là nhạt và không có ngon nha. Thì mình sẽ nấu với 4 lít nước thôi. Ở trong cái nồi này là 4 lít nước thì mình không cần phải đợi nó sôi mình mới cho cốt trà bí đao vào nha. Thì mình cho vào mình mới bật lửa mình nấu cũng được. Cốt trà bí đao này thì nó có hai cách nấu nha, trong bao bì thì nó có hướng dẫn. Khi mà các bạn mua về thì mình làm thử hai cách đó xem cái nào tiện hơn. Bây giờ thì mình đi làm xương sáo nha. Ở đây là 100g đường cát trắng. Thì Nguyên cắt cái gói xương sáo mình đổ vào trong cái chén đường này ha. Sau đó thì mình dùng muỗng mình khuấy cho bột xương sáo này nó hòa quyện vào trong bột hết. Mình làm như vậy thì khi mình đổ bột vào trong nước thì bột nó không có bị vón cục nha. Thì cũng như cái cách mà Nguyên làm cái món quy linh cao á. Nguyên dùng 1 lít 2 nước và mình chia làm 2 lần đổ vào trong một cái nồi nhỏ. Thì trước tiên mình đổ khoảng 50% nước vào trong này ha. Sau đó thì mình mới đổ cái tô bột mà mình mới pha đổ vào trong này rồi mình dùng cái phới lòng mình khuấy đều. Tại vì nếu mà ban đầu mình cho nước nhiều quá thì nó sẽ rất là khó khuấy ha. Sau khi khuấy đều rồi thì mình tiếp tục cho luôn cái phần nước còn lại vào trong này luôn. Nếu mà mình làm theo cách hướng dẫn in trên bao bì thì cái gói này chỉ pha với 1 lít nước thôi nha. Nhưng mà khi làm ra thành phẩm rồi mình cắt cái sợi xương sáo nhuyễn ra cho vào ly trà thì Nguyên thấy nó hơi bị khó hút quá do nó đặc quá. Cho nên nó Nguyên thấy mình pha với 1 lít 2 nước là rất là vừa ha. Mình khuấy cho thật là đều á. Sau đó thì mình để nó ngâm khoảng 10 phút á, mình mới đem đi nấu nha. Mình ngâm như vậy á, cho cái bột này nó nở ra thì mình nấu nó mới ngon ha. Bây giờ thì trà bí đao nó cũng đã sôi rồi, thì mình kiểm tra xem là nó có tan ra hoàn toàn chưa ha. Bây giờ thì Nguyên hạ lửa nhỏ trước ha. Nếu mà mình kiểm tra thấy đường nó tan hoàn toàn á, thì mình tắt lửa luôn. Sau đó mình để nguội hoàn toàn á, mình cho vào ngăn mát tủ lạnh á. Có thể bảo quản từ 5 cho đến 7 ngày. Cái màu nước trà rất là đẹp luôn ha. Và cũng rất là thơm nữa. Xương sáo á, thì mình ngâm được 10 phút rồi. Và trước khi nấu á, thì mình nên khuấy lại một lần nha. Tại vì bột nó hay lắng xuống đó. Nếu mà các bạn khuấy thấy bột nó bị vón cục á, thì mình nên rây lại nha.
Còn nếu không có thì mình không cần, mình mang đi nấu luôn. Mình đặt cái nồi lên trên bếp á, và mình bật lửa mình nấu luôn ha. Mình nấu xương sáo thì phải chịu khó đứng khuấy liên tục. Nếu không khuấy thì lúc sôi nó sẽ bị trào ra hết nha. Mình khuấy liên tục và khi sôi á, các bạn sẽ thấy xương sáo là nó cảm giác như không có được mịn nè. Các bạn thấy là hình như nó bị đặc sệt lại nè và vón cục ha. Nhưng mà không có sao đâu, mình càng khuấy á, thì cái hỗn hợp này á, nó sẽ càng mịn lại. Thì nguyên khuấy một chút thì nó sẽ mịn lại nè, các bạn thấy không? Khi sôi rồi á, thì mình khuấy thêm một phút nữa ha. Sau đó thì mình tắt lửa. Bây giờ thì mình sẽ mang xương sáo này đổ ra cái khuôn liền luôn. Cái hỗn hợp này nó rất là nóng thì các bạn không có nên dùng cái khuôn nhựa ha, nó sẽ bị teo luôn á. Mình dùng cái bằng thủy tinh nó hoặc là bằng inox ha. Mình đổ một hơi xuống hết luôn ha, mình cố gắng đừng có tạo bọt. Sau đó thì mình dằn vài cái cho cái bọt khí này nó bể ha. Bây giờ thì mình để cho nó nguội hoàn toàn thì mình mới cắt được. Bây giờ thì mình đi ngâm hạt chia. Trong cái tô này là nước ấm nha, thì mình cho vào đây khoảng 2 muỗng canh. 2 muỗng canh này ngâm ra rất là nhiều nha, nên các bạn phải chú ý. Sau đó thì mình dùng đũa mình khuấy cho hạt chia nó chìm xuống dưới nước hết luôn. Hạt chia này thì mình phải ngâm tương đối nhiều nước thì nó mới đủ lượng nước cho nó nở ra. Bây giờ thì mình sẽ ngâm 15 phút. Xương sáo sau khi nó nguội hoàn toàn rồi á thì mình có thể cho vào ngăn mát tủ lạnh hoặc là mình cắt luôn cũng được nha, xương sáo rất là mềm. Thì mình dùng con dao á, mình cắt một miếng mỏng á, mình cắt thành từng miếng mỏng như vậy á, mình sẽ cắt sợi. Tại vì cái này á, mình cho vào trong cái ly trà bí đao á, mình hút bằng ống hút á, cho nên á, mình phải cắt thật là nhuyễn nha. Nếu mà cắt hạt lựu to quá thì người ta rất là khó hút, thì Nguyên dùng con dao nhọn này á, thấy dễ cắt hơn nè. Xương sáo mà mình hút bằng cái ống hút thì mình nên làm nó mềm dẻo như vậy, với lại cái sợi nhuyễn nhuyễn thì sẽ dễ hút hơn ha. Sau đó thì mình cho vào cái tô. Hạt chia sau 15 phút nó cũng đã nở ra rất là nhiều rồi nè. Bây giờ thì mình khuấy lại một lần nữa ha. Cái này nó nở ra nó không có trắng như hạt é nha các bạn. Bây giờ thì mình đổ vào một cái rây. Nếu mà mình làm để bán á, thì hạt chia á, mình không có nên đổ vào trong chả bí đao luôn nha. Tại vì hạt chia nó sẽ nổi lên. Và khi mình đổ chả bí đao vào trong cái ly mình bán cho người ta á, thì trước tiên là mình sẽ đổ hết cái hạt chia vào trong cái ly luôn. Như vậy nó sẽ không có đều nha. Nếu mà tính cái giá cốt á, thì mỗi một ly chả bí đao á, có luôn hạt chia với lại xương sáo á, là mình không tính cái ly nha. Tức là cái ly nhựa mình không tính á, là mỗi một ly nó tầm 4.000 đồng nha các bạn. Hạt chia sau khi mình lược bỏ cái phần nước thì mình đổ vào một cái dụng cụ mình đựng lại ha. Và khi nào mình bán mình mới múc vào ly nha. Các bạn thấy là với 2 muỗng hạt chia thôi thì khi ngâm nước nó sẽ nở ra rất là nhiều nha. Hai cái ly này là size L nha, thì nó đựng được khoảng 650ml nước. Thì mỗi một ly trà bí đao Nguyên sẽ đổ vào trong này là 300ml trà bí đao nha. Như vậy là một gói cốt trà bí đao mình sẽ bán được là 15 ly. Hạt chi này thì Nguyên có cho một ít trà bí đao vào trong này để cho nó dễ múc. Mỗi một ly Nguyên sẽ múc vào trong này 2 muỗng canh hạt chia. Thời tiết bây giờ rất là nóng nực. Cho nên các bạn có thể kinh doanh cái món chả bí đao này nè, làm vừa nhanh mà vừa có lợi nhuận nữa, nhưng mà uống cũng rất là ngon. Còn xương sáo thì tùy theo các bạn múc nhiều hay ít ha, thì Nguyên mua ở ngoài thì thấy người ta cho ít lắm, không có nhiều như Nguyên cho vào trong này đâu. Nếu mà các bạn muốn kinh doanh cái món trà bí đao này thì mình lên mạng mình mua về sau đó mình nấu thử nha. Nếu mà cảm thấy có lợi nhuận thì các bạn có thể bán cái món này. Nguyên chúc các bạn thành công nha. Cách pha chế theo tỷ lệ nước như vậy thì khi uống cái độ ngọt nó rất là vừa nha. Nếu mà các bạn có cho thêm nước vào thì mình nên thêm một ít đường, nhưng mà nó sẽ giảm bớt cái mùi thơm và màu sắc nó cũng không có được đậm đà. Nguyên thấy như vậy thì rất là vừa ha.
Mình cảm ơn các bạn đã bỏ ra thời gian xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video kỳ tới. Tớ chờ tại cá sấu thảy.